Sau khi nghe tôi trình bày nguyện vọng, ông ấy chỉ cười và nói, cậu sẽ không đi đâu hết, cậu sẽ ở đây và sẽ ra sân thi đấu. Ông ấy bảo rằng tôi phải trở lại đội hình. Nghe như thế, tôi suy nghĩ, chà, nếu mình không được cho mượn thì mình phải nỗ lực hết sức ở đây. Tôi nhận ra mình cần phải cố gắng hơn, thi đấu tốt hơn nếu muốn chơi bóng ở Premier League. Và tôi đã làm như vậy. Cuối cùng tôi được trở lại trong cuộc đấu với Everton không lâu sau đó. Và tôi không có gì phải hối hận nữa. Câu chuyện ấy được chia sẻ bởi Declan Rice trên tạp chí FourFourTwo vào mùa giải 28-29. Khi ấy, Rice vẫn đang ở độ tuổi của một cầu thủ tiềm năng và chưa có bất cứ tiếng tăm nào. Từ một cậu bé chỉ mơ về cơ hội để ra sân thường xuyên hơn cho đến trụ cột cho màu áo câu lạc bộ Arsenal lẫn đội tuyển Anh là một hành trình rất gian nan. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về hành trình dũng cảm vượt qua mọi nghi ngờ và trở thành thủ lĩnh mới tại hàng tiền vệ pháo thủ của Rice nha. Nhưng trước khi đến với câu chuyện, quý anh em khán giả hãy để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để ủng hộ kênh. Bên cạnh đó, xin giới thiệu với các bạn muốn xem trực tiếp tất cả các giải đấu bóng đá tốc độ nhanh Full HD và hoàn toàn miễn phí, thì hãy truy cập ngay namgo.com cực xịn sò. Nơi đây sẽ cho bạn nhìn thấy từng đường bóng nét căng và sống trọn cảm xúc với bộ môn túc cầu giáo. Còn bây giờ, nội dung chính xin phép bắt đầu. Ngược dòng với quá khứ, thời điểm Declan Rice gia nhập lò đào tạo trẻ của Chelsea vào năm 7 tuổi nhưng lại nổi lên và trưởng thành trong màu áo của West Ham. Declan Rice sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ là cổ động viên nhiệt thành của Chelsea. Những thần tượng thuở ấu thơ của Rice là John Terry và Joe Cole. Hành trình chinh phục ước mơ một ngày được tiếp bước những thần tượng bắt đầu khi anh gia nhập Học viện Chelsea năm 7 tuổi. Cậu bé Rice từng là bowboy của The Blues trong mùa giải 21-22 mà đội bóng thành London lên ngôi vô địch UEFA Champions League. Cơ duyên thế nào mà Rice lại chẳng thể phát triển trong màu áo xanh của Chelsea và thay vào đó lại nổi lên và trưởng thành trong màu áo West Ham. Tuy nhiên, đã từng có thời điểm Rice mong muốn rời khỏi London, ngược lên Birmingham để phát triển sự nghiệp của mình. Đó là giai đoạn đầu mùa giải 28-29, sau một mùa giải 27-28 có thể được coi như đã được thi đấu trọn vẹn đầu tiên cho đội 1. Declan Rice bước vào mùa bóng với những khát khao nhất định. Mùa giải 27-28 ấy, Rice bắt đầu xây dựng chỗ đứng khi được xếp đá chính cả 8 vòng đấu cuối cùng của Premier League trong vai trò trung vệ. Tuy nhiên, sau khi mùa bóng kết thúc, David Moyes kết thúc hợp đồng 6 tháng với West Ham và Manuel Pellegrini là người ngồi vào ghế huấn luyện viên trưởng. Lúc này, Rice mới được đẩy lên đá cao hơn ở hàng tiền vệ. Thử thách khi ấy mới đến với cầu thủ trẻ như Rice ở ngay vòng thi đấu đầu tiên của mùa giải 28-29. Cầu thủ sinh năm 99 và các đồng đội đã phải đối đầu với thế lực đang làm mưa làm gió lúc bấy giờ là Liverpool. Thời điểm đó, lữ đoàn đỏ đang bắt đầu bước vào kỷ nguyên rực rỡ của mình với lối chơi Gegenpressing, sẵn sàng cuốn phăng mọi đối thủ. Tất nhiên, West Ham không phải đối trọng xứng tầm với đoàn quân của Jurgen Klopp và chịu thất bại chung cuộc với tỷ số 0-4. Trận thua này với cá nhân Rice trở nên nặng nề hơn khi thất bại đó đã để lại trong anh một dư chấn tâm lý lớn. Anh bị rút khỏi sân ngay đầu hiệp 2. Điều đó khiến cho tiền vệ người Anh cho rằng thời điểm ấy mình chưa thực sự sẵn sàng cho Premier League. Rice chia sẻ trên tạp chí FourFourTwo. Tôi còn nhớ đã nói với Ryan Fredericks trên chuyến bay về nhà rằng tôi nghĩ mình nên ra đi theo dạng cho mượn. Bị rút khỏi sân tại Anfield và những trận đấu sau đó thì không có tên trong danh sách đăng ký thực sự khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Thời điểm ấy, West Brom, Nottingham Forest và Aston Villa đều muốn có tôi. Trong đó tôi khá thích viễn cảnh chơi bóng cho Villa, tôi đã nói chuyện với huấn luyện viên trưởng về việc mình nên đi theo dạng cho mượn. Nhưng rồi, Pellegrini đã nói không với điều đó. Ông cho rằng cầu thủ người Anh có đủ tài năng để cạnh tranh sòng phẳng và vì thế chiến lược gia người Chile đã có kế hoạch khác dành cho Rice. Quả đúng như vậy, kể từ khi trận đấu với Everton tại vòng 5 Premier League mùa giải 28-29, Rice đã trở thành nhân tố quan trọng của West Ham trong phần còn lại của mùa giải và bắt đầu xây dựng tầm ảnh hưởng của mình lên cả tập thể búa tạ. Chúng ta không thể biết liệu Declan Rice sẽ thi đấu ra sao nếu anh được ban huấn luyện cho phép ra đi để gia nhập Aston Villa vào thời điểm đó. Bởi lẽ điều này đã không xảy ra. Tuy nhiên có thể thấy không phải mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra như cái cách chúng ta mong muốn và không phải khó khăn nào cũng nhấn chìm ta. Theo vào đó còn có thể trở thành liều thuốc kích thích để xem giới hạn bứt phá của một người. Từ tài năng trẻ, Rice thăng tiến vũ bão trở thành đội trưởng câu lạc bộ West Ham ở tuổi 23. Cuối mùa giải vừa qua, với danh hiệu Europa Conference League, Rice trở thành đội trưởng thứ 3 trong lịch sử West Ham được nâng cao một chiếc cúp bạc danh giá sau những huyền thoại Bobby Moore và Billy Bonds. Hành trình của Rice đã phải vượt qua những nỗi nghi ngờ vô cùng lớn. Ước mơ bóng đá tưởng chừng đã vụn vỡ ở tuổi 14 khi Chelsea thông báo với Declan Rice và gia đình rằng anh sẽ bị loại khỏi học viện. Nhưng giờ, Rice trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất của đại kình địch cùng thành phố Arsenal và sắp có cuộc tái ngộ giàu cảm xúc với đội bóng mình yêu thuở nhỏ Chelsea vào cuối tuần này. Cho đến tận ngày hôm nay, cái mác cầu thủ Anh đắt giá nhất lịch sử chắc chắn là một áp lực với Rice, dẫu cho anh đã gặt hái ít nhiều thành công bước đầu cho màu áo pháo thủ. Luôn có những nỗi nghi ngờ về việc liệu tiền vệ 24 tuổi có thể đáp ứng tương xứng với những gì mà Arsenal đã chi ra, nhất là khi định kiến về một cầu thủ Anh với mức giá cao hơn năng lực vẫn luôn tồn tại. Thế nhưng, bỏ ngoài tai tất cả những lời đàm tiếu ấy, Rice đang càng ngày càng trưởng thành và khẳng định chỗ đứng của bản thân. Tiền vệ người Anh trở thành mỏ neo chất lượng ở trước hàng phòng ngự với khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng cùng khả năng quan sát ấn tượng. Ở tuổi 24, Rice còn nổi lên như một trong những thủ lĩnh mới của bóng đá Anh với những phẩm chất đã và đang được rèn giũa ở West Ham cũng như Arsenal. Đích thân huấn luyện viên Mikel Arteta đã nói với cậu học trò mà ông đã phải rất vất vả mới có thể mang về. Cậu ấy hòa nhập với đội rất dễ dàng. Tôi nghĩ cậu ấy hiểu đội bóng và lối chơi của chúng tôi đã trở nên thực sự rất nhanh. Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp với cậu ấy. Không chỉ thi đấu ổn định mà ngay cả ở những trận cầu lớn, Rice luôn cho thấy bản thân anh đủ khả năng để trở nên xuất sắc hơn tất thảy. Những màn tỏa sáng ở Euro 2020 có thể coi như một minh chứng rõ ràng nhất về một cầu thủ giàu bản lĩnh tại một sân chơi lớn. Nhưng nếu bạn cần một bằng chứng gần đây, hãy đến với Rice của trận đấu gặp Manchester City. Với những ai thường xuyên theo dõi bóng đá và đặc biệt là Premier League, họ chắc hẳn cũng cảm nhận được sự ao trình của Man Xanh. Đội bóng của Pep dù cho thiếu vắng đi nhiều nhân lực trong giai đoạn này, nhưng bộ máy ấy vẫn hoạt động tốt khi nó được chạy trong nhiều năm qua. Ấy thế mà, chính điểm mạnh nhất của The Citizen là tuyến giữa đã phải tắt điện hoàn toàn trước Declan Rice. Trong ngày mà không có Rodri và một mình Rice đã thực sự cân cả tuyến tiền vệ của đội chủ sân Etihad. Từ phút 58 trở đi, Man City của Pep thậm chí còn không tung ra nổi bất cứ một tình huống dứt điểm nào, bởi khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và cảm quan không gian tuyệt vời của tiền vệ người Anh đã khiến cho Pep cùng các học trò phải bó tay. Nhìn vào thể chất, vóc dáng của Rice, chúng ta vô hình chung nghĩ anh thuộc mẫu cầu thủ chỉ biết dùng sức, nhưng không. Khác với những tiền vệ thuộc mẫu chém đinh chặt sắt, Rice luôn cho thấy anh sử dụng nhãn quan chiến thuật và tư duy phòng ngự hiện đại hơn nhiều là cơ bắp. Việc sao mai người Anh có sự điềm tĩnh, khả năng quan sát để đưa ra quyết định trong những tình huống đội nhà có nguy cơ gặp nguy hiểm đã giúp cho Martin Odegaard và những đối tác tại khu vực trung tuyến được giảm tải tối đa áp lực phòng ngự. Ngoài ra thì khả năng kéo bóng của Rice luôn khiến nhiều người nể phục. Cũng trong trận đấu quan trọng với Man City, Declan Rice có cho mình thống kê rất tốt. Cụ thể, tiền vệ người Anh có cho mình 2 key pass, 2 trên 3 tình huống chuyền dài thành công, 3 tình huống đánh chặn cùng 3 lần tắc bóng đạt tỷ lệ chính xác là 100% và đặc biệt con số 7.7 điểm do SofaScore chấm. Có thể thấy chuỗi phong độ ổn định của Arsenal giai đoạn đầu mùa giải góp công không nhỏ của cột sống mang tên Declan Rice. Nếu như mùa trước các Gunners luôn phải cầu nguyện cho Partey khỏe mạnh thì bây giờ họ đã có thể an tâm hơn đôi phần khi có Rice trong đội hình. Đặc biệt hơn khi Arteta đã tìm ra lời giải cho bộ ba chất lượng nhất của pháo thủ lúc này, bao gồm Martin Odegaard, Declan Rice và Thomas Partey. Có một điều chắc chắn, những điều tốt đẹp vẫn còn chờ đợi Rice ở phía trước nếu như anh tiếp tục duy trì đà phát triển như hiện tại. Đội quân Arteta đang có trong tay là tập hợp của những sao mai trẻ và giàu tiềm năng có thể vươn tầm thế giới. Chính vì thế, những thành công sẽ là thứ đang đón chờ cá nhân Rice nói riêng và cả tập thể pháo thủ thành London nói chung. Hành trình vươn mình vượt qua những ngờ vực của Rice thực sự ấn tượng và dĩ nhiên nó vẫn chưa dừng lại. Và hành trình ấy sẽ có một dấu chấm phá rất đặc biệt vào cuối tuần này khi Rice trở về nơi bắt đầu sự nghiệp, nhưng cũng là nơi suýt chút nữa đã giết chết giấc mơ cầu thủ của anh. Cảm ơn các anh em đã theo dõi video lần này của kênh Yêu Bóng Đá Namco. Anh em nếu có ý kiến cần bàn luận hãy để lại comment bên dưới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.